Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Người Hải, cùng 6 hả? Cùng 5. Anh kia câu không? Nó bụi che hết rồi, anh kia câu không? Kìa, góc chim kìa, góc chim kìa. Góc chim anh. Kìa 7, kìa 7. Kìa 7, hãy đeo anh. Thua, kìa 7 anh. Để đi rửa bàn cái nữa. Cũng nói nhiều lắm nha mọi người. Tự tin lên. Đây rồi, nó tàng hình xuống, tàng hình xuống các bạn ơi, qua đây. Qua nè, qua nè. Xuống này, xuống. Có cầu qua. Đó, đẹp rồi. Chơi. Chưa thấy quy nha. Từ từ nha. Chơi nó yếu hết rồi. Chơi đi Khoai, quấn đi. Thằng cáp kìa. Giết nó. Đi xì luôn, đi xì hết bà lắm. Ê, hai mà, yếu máu dưới đây hả? Bên phải này nè. Ở dưới này đó. Đi, đi, đi. Hai nha, đi xì với cáp có một chén máu. Hết gì rồi. Đây. Đi xì hết bà lắm. Rồi, đẹp. Vô luôn. Nó pha vừa bị kéo xuống đồng nhắn nó vừa ngoài bên trái là chích lại gì nha. Còn mấy cái bụi á, nó flash ra ngẫu hứng á. Rồi, nó đi rồi. Rồi. Không giải đâu nha. Cầm chân nó đây. Nó đâu cho phối hợp đâu. Mình bị dắt đấy chứ. Nó đứng ở mít nó lia xong nó chạy tiếu tầm nó chạy được mà mình bọc từ từ trong ra sau bắt nó được. Không bậy. Mình win. Win. Để đánh nó lấy máu nó đi. Tôi bên trái. Quên đây. Muốn đi rồi. Chạy mày. Nó không chạy. Thôi, vô đồng nhà luôn nó yếu không? Liếc em rồi nè. Trời ơi. Bảo. Sao vậy? Ủa, rửa mặt cho tỉnh táo đi. Con nè, đập bóng. Rồi. Chị xin rồi. Ôi, gà lắm xương không kịp. Mình phải đánh thủ đông, chứ mình đừng có thủ đông. Mình thủ đông là mình thua nó, nãy giờ toàn đứng nhìn nó cái game chưa quay lần. Kiểu nó dắt mình đâu mà thầy cứ phan thôi. Em còn làm gì đi. Mình thủ được là xong rồi. Mình không cần đánh. Làm mãi nha anh em. Ủa mọi người. Nó vô nè. Ê, liếng lên xong rồi. Quýnh luôn. Rồi vô. Đánh rồi nè. Có 4 thằng thôi. Ê, thằng kia đứng tàu kìa. Có tàu. Ero nè. Ê, đi đâu không đi. Phải bắn Ero đi. Ê, có bóng đi nè. Quay cái leo nó rồi. Để
Dương Bao ơi, chạy luôn, đi chạy luôn. Đánh thằng luôn, đánh thằng luôn. Đi trước, đi trước. Đây cho luôn là quay ơi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Từ từ, nhắc từ từ nha. Trời ơi, giải rồi. Nhưng khi mất ulti rồi, ép không rồi. Tôi dưới Superman rồi, tôi dưới Superman rồi. Ai, không muốn em vậy nha. Thôi đi, không có đâu, không có đâu. Chết tôi rồi. Dù lại nhiều cũng được, nó còn từ đi quá. Mãi nhiều chiêu quá. Nãy em chen từ đi ngoài rồi. Mình cắt nó chiêu quá. Cắt rồi, cắt rồi. Cắt chiếu rồi, cắt chiếu rồi. Chỗ em nè, chỗ em nè. Đây, qua đây, qua đây. Em phun rồi, cái chi ra, cái chi ra. Em phun rồi, em phun rồi. Góc này nè anh em ơi. Kẹt hết đó. Tôi sống nha. Dốc xin. Cái đùa nó đọt đi. Chỗ đây. Ủa, cái liền bán rồi, quên nữa. Người hải, không sao hả? Cùng nhanh. Mình đánh kiểu đừng có để nó đắt đỉnh là được. Mình chạy một mình méo chạy luôn, mình đẩy xong mình đứng tiếp. Trời ơi. Để tính lên em nói nhiều vô. Mà lóc kìa. Cây đỏ này rồi. Được thôi. Dưới nó kìa. Đang ra biến nè. Đó cậu anh. Rồi đợi, đừng có ra bọn. Em giữ còn giải nha. Anh Tây ai? Cậu em đâu lắm nha. Ừ ơi. Có chờ dưới tôi kìa. Ok nè. Bộ em mua nè mình. Chơi. Mày lóc đang lên xong nha. Nó giải thành bảy rồi nha. Rồi chết rồi. Lùi em chết rồi nha. Mình có bao trang đây cái. Nó ra là quýnh người. Em không giải đâu nha. Ừ, nó hết chiêu rồi. Thầy sẽ cướp nó bị vô à. Giết vô. Đây, nó giải. Quýnh người thôi là quên, Ok, nãy hết anh tải rồi. Nhanh. Hai. Quả cưng cầu. Đừng có trôi sâu nha. Đây, chơi được đấy. Không lặng rồi kìa. Giết rồi, cái tơ. Hay rồi. Hai không? Được rồi. No. Em no yếu rồi, no một cây rồi. Con đợi một cái máu rồi. Có cầu không? No. Quýnh được anh em ơi. Trời ơi. Chơi đâu rồi? Ơi. Tiếp đi. Mình máu không? Né thôi nha, tận nó. Chơi. Chạy đâu, chạy đi. Anh chạy đâu. Bỏ đây. Ê, có jeep. Linh bỏ nha. Có gì. 7 giây nó quay cấp chỗ, 7 giây nó quay cấp chỗ. Gina, nửa cây. 7 giây nó quay cấp chỗ nè. Quay tìm thằng Ê, lấy xong tông thẳng vô nhà được ấy. Đợi em. Để vô bụng mà. Quay sao có gì, cấp chỗ vậy? Nó không có cấm trụ đó. Có. Mày còn ba lính rồi. Hai lính rồi. Đó. Có giải đâu nha. Qua đây ghét nó hả? Chứ ghét nó rồi. Đi mít trong lên cho anh cầu đánh à. Qua rét chơi. Qua đây nha, mày chơi liền nè. Từ từ đi. Hai người kia đi. Từ từ. Cho. Cho đây, anh em qua đây. Đi bước lát rồi nha. Cho đây bắn được tầng lưu bố nha. Đi bước dạng ra. Đi bên đây anh ơi. Anh chết rồi. Rồi lùi ra chứ. Rồi, ngon. Để đi rửa mặt cái nước. Đem bỏ ra, cố lên anh em ơi. Bỏ nha. Đừng có đau lạnh tí nha. Cố lên em ơi. Tự tin, bình tĩnh, quýnh đi. Hãy gì lóc xương như chim á. Đang xuống. Nè, chơi hai nè không nè. Ổn. Ý ghi dưới này luôn hả? Em chơi. Đừng có cao yếu đi không? Thằng này lên thằng này. Đặt hai này vui. Ê, tiếp. Bắt đầu. Thằng này đi rồi.
Anh câu tao chi cho em anh ơi, câu tao chi cho em đập này em mình thành đéo thôi nha. Cấp cứu nó được á, cấp cứu nó được á. Làm nháy nó không nhờ? Phải không nè, đâu qua được không? Đâu lâu coi. Đừng chơi này. Đỡ thằng cái này rồi. Đấy, đánh ra luôn với nó. Chạy cái đó. Nó chạy rồi nha. À đi, cứu. Chỗ nó sao? À, vai đâu. Sao? Quay lại. Ăn bên trong ép được nha. Có gì nó qua đánh nó luôn nha. Lại cho em xem. Góc này chung rồi. Đó gì vậy? Đưa nè. Đưa nè. Giữ luôn. Rồi. Đây. Đưa lên. Rồi. Trong. Nó không đâu. Không biết mình yếu rồi á. Yếu mày đi. Nè, Qua đây. Ờ, được nha, lui. Em yếu rồi. Trâu quá gì? Đi mít đây. Mít lùi mẹ ơi. Ui, phá đi, anh kích công được mà. Hút máu cái. Để nó. Bún đòn em. Anh tới nhé một sinh, Rồi. Đi ra. Quên được. Mít được, cứ đẩy bó đi, Dễ vậy. Bình tĩnh anh em ơi. Một mình tu lên thôi, chết đồ nó giùm cái. Thôi, chú đi. Rồi, tui em đi. Hai thôi. Đập nha, anh em, bình tĩnh. Win rồi. Win. Anh kia. Cắt ở đây quay. Cắt ở đây quay. Đây là mọi người ơi. Ủa sao lại đánh mất ca? Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao